Bạch chư Thượng Đức Kính Thượng, hôm nay chúng ta sẽ học đến bài tấu hợp thứ 11, tức là tấu hợp thường cận y duy. Ở đây có một vấn đề là thường cận y duyên có tụng cái tiết sinh nhá phải tỷ giá thì tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô kính nó đã khởi lên, nó làm cái nó tập quán, làm cái thói quen, nó trợ cho tâm, nó trợ cho tâm sanh. Trường hợp thứ hai là đối với sắc pháp, trong hạt trong sắc pháp nó cũng trợ cho tâm bằng cái thường ứng duyên, như là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vi tiết, sắc vật thực, nó cũng trợ cho tâm sanh bằng cách là thường ứng duyên. Chúng ta lấy một cái thí dụ nhất là về sắc tâm. Một người, người ta nói ăn cắp quên tay, ngủ nghề quên mắt. Hoặc là người có cái dáng đi, đi mà giống như chạy, hoặc là đi mà kéo lê đôi dép, đôi dài. Cái đó cũng do cái thường cận y duyên. Và là khi người đó nói chuyện mà người này nói những lời nói tao nhã, ngọt dịu, hoặc là nói lời nói thô lỗ cộc cằn, đó là do cái thường cận y duyên. Sắc pháp á, còn chế định á, thí dụ như chúng ta chế định về người thân cận, một vị tỳ kheo hay là một vị si di, hoặc tỳ kheo ni, hoặc si di ni, hay cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là sống ở trong gia đình có cha có mẹ có vợ chồng,
hãy sống chung với người nào thì mình ảnh hưởng cái tâm tánh của người đó. Nếu tâm của mình nó sanh khởi tốt hay là xấu, dễ thương hay là khó ưa, nó một phần của ảnh hưởng cho người chúng ta. Ví dụ người ta nói cây giống bóng, của giống người, cái đó cũng là cái thường cận duyên. Rồi chỗ ở, người thân cận, rồi chỗ ở. Khi mà chúng ta ở cái nơi nào nó sạch sẽ, nó thoáng mát thì ở chỗ đó nó cũng tác động cho cái tâm thiện với sinh khởi bằng các thường cận duyên. Còn ở chỗ chật chội bẩn thỉu thì nó làm cho cái tâm bực bội, nó cũng tác động bằng cách là thường cận duyên cái chỗ ở. Rồi thời tiết nóng, thời tiết lạnh, một năm có bốn mùa: xuân ôn hạ nhiệt, thu lương đông hà. Mùa xuân ấm áp, nó khiến cho cái tâm vui vui tươi. Mùa hạ nóng đực, làm cho cái tâm nó bực bội khó chịu. Mùa đông nó mát mẻ, cũng làm cho người ta dễ chịu. Còn mùa đông nó lạnh lẽo, cũng làm cho người ta, có người thì dễ chịu, có người khó chịu. Thì tất cả những cái đó nó cũng trợ bằng cách là thời tiết cũng trợ cho tâm bằng cách là thường cận duyên. Vật thực ăn vào nó cũng trợ cho tâm thường cận duyên, nó ảnh hưởng. Khi ăn những cái món ăn đó nó thích hợp hay là không thích hợp. Thí dụ như quý vị có biết là, thí dụ như một người mà thường quen uống cà phê thì nó không có nóng, cơ thể nó không có nóng, không có khó chịu. Nhưng mà có người lâu lâu vậy đó, ai ép uống miếng cà phê thì khi họ uống xong rồi là họ bị nóng. Họ bị nóng lỡ miệng, lỡ mồm hay là nổi mụn như vậy. Cái đó là do cái thường cận duyên. Thì thường cận cái duyên ở đây chi pháp là 121 tâm cùng 52 sở hữu 28 sắc pháp và pháp chế định trợ duyên cho 121 tâm cùng 52 sở hữu phối hợp. Thường cận cái duyên theo tâm tam đề thiện thì nó có chín câu yếu tri: thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện, thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký, vô ký trợ vô ký, vô ký trợ thiện, vô ký trợ thiện, tới chính câu ý tri nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái phần duyên mà tấu hợp với thường cận y duyên đó, tức là duyên ngọn đó, thì nó chỉ có một duyên thôi, đó là vị thời nghiệp duyên. Chứ còn cái trường hợp các duyên khác thì nó không ảnh hưởng gì đến, nó không có tấu hợp được với thường cận duyên. Lý do là các duyên ở trong chính giống, ngoại trừ giống vị thời nghiệp ra, thì trong chính giống kia các duyên đó trợ là pháp chân đế, trợ pháp chân đế. Còn thường cận cái duyên thì nó ảnh hưởng, mặc dù có tâm có sắc pháp nhưng mà không trợ pháp chân đế,
nó chỉ làm ảnh hưởng thôi, cái đó không có giải thích được. Chúng ta cũng ví dụ như thế này nè, khi mà người ta trồng cây đó, trên nguyên tắc của người nông dân mà họ trồng cây đó, thì cây là phải được đem ươm và trồng xuống đất, vun bón, vâng nước, đó là cái nguyên tắc chính. Nhưng mà có một cái trường hợp, quý vị, cây mà trồng ở cái chỗ mà sầm uất thì cây đó nó ốm, nó eo. Còn cái chỗ mà chẳng nắng á, tức là ở ngoài trống á, thì cây đó nó phát triển mạnh. Còn là khi cây mà trồng ở chỗ nào mà thiếu ánh nắng mặt trời đó, thì nó cái nhà, vì nó thiếu cái chất cái diệt độc tố cho nên cái lá nào có được xanh mướt. Còn khi mà trồng cái cây mà cây nó mọc lên mà nó hứng được cái ánh nắng mặt trời thì cây đó nó sẽ màu xanh đậm, cái lá nó mướt. Thì cái trường hợp mà ảnh hưởng bởi thời tiết đó, mà nó do thời tiết mà nó làm ảnh hưởng đến thân và lá, cũng như là ảnh hưởng đến sự phát triển, thì cái này cũng giống như thường cận ly duy vậy đó. Tức là này không có cái nguyên cụ thể cây. Đó một phần phương bởi vì thường cần duy giống như thường chúng ta trong đời sống hàng ngày, nhưng mà trong đó chúng ta chỉ có hai khối ưu tiên là nó ảnh hưởng nó có cái sự dính dắt với cái thường, với cái vị thời điểm duyên đó.
Thiện thì thế thôi, chứ chúng ta không phải lấy 37 âm thiện cùng 38 sơ hợp. Và sở duyên ở đây chúng ta không lấy đủ cả 72 tâm vô ký, mà chúng ta chỉ lấy 25 tâm quả hiện thế, tức là 8 quả thiện vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đấu đại và 20 tâm. 9 quả đấu đại chúng ta lấy gì? 9 với 16 là 25, 9 với 16 là 25, 25 quả hiện thế. Nói cách khác là nghiệp thiện mà nó cho sanh, nó trổ quả, thì nó vừa có cái tính cách là dị thời nghiệp duyên, mà cũng vừa là thường cận nghiệp duyên, cho thấy rằng là mỗi khi mà chúng ta làm thiện hay làm điều bất thiện đó, không phải là lúc nào nó cũng đậu trái hết. Bởi quý vị biết mỗi một ngày đó, là tâm chúng ta sanh diệt không biết bao nhiêu là lộ trình tâm, bởi một khẩy ngón tay, một búng tay là tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Trong triệu triệu sát na đó, nó có hàng ngàn, hàng trăm ngàn lộ trình tâm. Mỗi lộ trình tâm nhiều nhất là 17 sát na, trong đó 7 sát na động lực. Và 7 sát na động lực thiện đó, thì quý vị biết nếu một ngày mà chúng ta khởi lên tâm thiện hoài hoài như vậy, thì không lẽ là nó trổ quả hết. Cũng giống như là cây mà dây bầu, dây bước mà chúng ta trồng đó, nó ra hoa, phải mỗi cái bông hoa đều là một cái. Có đôi khi nó không có thành nụ cũng có, nó rụng, bố ba nó rụng cái cùi, thỉnh thoảng nó chỉ đậu thôi. Thí dụ như cây gòn, quý vị biết rằng khi mà trồng nó ra hoa nhiều lắm, nó rụng lá hết, toàn bộ trên các cành nó đều ra bông hết. Mà nếu mỗi một bông một cái như vậy đó, thì như vậy cây gòn nó không, cái nhánh nó chặt gãy, nó không có chỗ để mà trái nó đeo. Do đó cho nên gió thổi đông đưa thế nào nó cũng rụng bớt, chừa lại một số nụ còn dính, đeo dính cành cây thì nó mọc ra trái. Vậy mà chúng ta cũng thấy là nhiều rồi. Thì có vậy, thiện nghiệp hay ác nghiệp mà cái tâm động lực hàng ngày mà mình khởi lên thường xuyên đó, mình khởi từ sáng đến chiều đến tối, thì trong cái đó nó có nhiều cái tâm động lực. Mà nếu mà tư thiện hay tư bất thiện, cứ mỗi một sát na tâm thiện nó có khả năng trổ quả hết đó, thì chắc có lẽ nếu là thiện thì chúng ta chịu nó trổ quả, riết chúng ta chịu không nổi, đừng nói gì là bất thiện. Nếu là bất thiện mà cái gì nó cũng trổ quả, thì như vậy là chúng ta ngồi đầu không lên, chúng ta phải chịu khổ đau hoài từng giây từng phút. Thỉnh thoảng nó mới trổ quả. Cũng như quý vị biết trong đời sống bình nhật của chúng ta, chúng ta tu tập thiện pháp nhiều như vậy, mà trong đó nó chỉ có một tâm thiện để mình tạo ra cái quả thức tái sanh thôi. Trong đời kế tiếp một tâm để cho quả thức, suốt cuộc đời chúng ta làm phước, thì những cái tâm thiện còn lại đó, nó sẽ cho quả bình nhật đời sau bằng cách là thường cận y duyên, bằng cách là thường cận duyên. Nó đậu ở phía sau, để là đời sau tái sanh rồi, tái sanh mỗi người như mỗi trời rồi, thì cái những cái pháp thiện trong đời sống bình nhật quá khứ nó mới trổ quả,
nó tạo cho mình có sẽ vui vân vân. Cũng như mình tạo ác nghiệp vậy đó, nếu mà mỗi mỗi một sát na tâm bất thiện, tham sân si mà đều có, đều đậu thành quả hết á, thì chắc có lẽ là cuộc đời chúng ta chết, mới sinh ra là đã chết rồi, bị quả nghiệp nó chi phối, quả ác nghiệp đó, quả của ác nghiệp chi phối. Và đằng này đó thì 100-1000 cái sát na tâm bất thiện trong đời sống hàng ngày đó, thì nó chỉ có một vài cái sát na là nó đậu thành trái thôi, trái đắng á, đậu thành trái đắng. Ý là như vậy á, mà khi chúng ta bị một tâm bất thiện nào đó, nó tạo ra cái quả tái sanh là tâm quả bất thiện vô nhân, để mà sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ xuống sanh a tu la, chúng ta cũng đã là khổ rồi. Còn những cái pháp bất thiện khác thì nó trổ quả bình nhật đời sau đó, thì nó trổ bằng cách là thường cận y duyên, là thói quen thường cận y duyên. Thí dụ như một người ở trong đời quá khứ nhờ có một cái tâm thiện nào đó, nó tạo nhanh, nó tạo ra cái tức tái sanh được là cái tâm đại quả chẳng hạn, tức là tâm quả quả thiện dục giới đó, cái sanh làm người. Nhưng mà sanh làm người có được yên đâu, chính do những cái tâm bất thiện ở quá khứ. Những tâm bất thiện ở quá khứ, cái thường cận thi duyên, nó sẽ trổ ra cái quả trong đời sống bình nhật của người đó. Được, mặc dù được sanh là người, nhưng mà vì người đó trong đời quá khứ đánh cha mắng mẹ, hay là đánh đập người khác, hoặc là cái tâm sân hận chẳng hạn, thì đời này họ sẽ làm người, họ phải bị đau bệnh triền miên, hoặc là bị xấu sắc, hoặc là bị người ta mắng chửi, người ta đánh đập. Thì cái quả đó là do cái thường cử duyên của mình. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái nghiệp quả đời sống của chúng sanh đó, cái nghiệp quả nó chịu chi phối, nó bị chi phối bởi hai cái yếu tố duyên, đó là nhân quả nghiệp báo. Thì nó là do cái thường cận y duyên, do cái vị thời nghiệp duyên. Nhưng mà nó lại phát sinh thêm một cái nữa, đó là do cái thường cận y duyên. Bây giờ chúng tôi nói cách khác nên như thế này. Thí dụ như trường hợp bà Quý Sa Kha hồi còn là thiếu nữ, đến khi mà tưởng thơ Quý Sa Kha mà có chồng, cái ngày mà rước dâu cha ruột cho của hồi môn là 3000 con bò đực giờ có. Nhưng mà khi mở chuồng bò ra đó, thì nó tuôn ra đến nỗi gia nhân chẳng là không kịp, nó ra mất ở trong chuồng bò hết 10000 con. Người ta đến, người ta báo với ông Thanh Năng Tri Giác là ông bá hộ cha của bà Quý Sa Kha, nói bây giờ tụi con không có
không có trận lên được. Nó đã đi theo tiểu thơ hết 10.000 con. Thì ông cha của Visakha, ông cha của tiểu thơ mới nói thôi kệ, cái đó là cái phước của con ta. Rồi ông ta mới đi đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói do cái thường cận cái duyên ở quá khứ, tiền thân của nàng Visakha, nàng mỗi khi mà đi làm phước cúng dường thực phẩm đến các vị tỳ kheo ấy, nàng có một thói quen là dân cúng cái món nào thì cũng lựa cái món cho ngon, rồi thỉnh các vị tỳ kheo ăn, các vị vừa ăn xong nàng đến nàng ép tiếp, bệnh ngày xin ngày ăn thêm cái này ăn thêm cái kia, món này có lợi cho sức khỏe vân vân. Vì ép ăn thêm một thực để cho no đủ, cho nên cái thường gần cái duyên đó đó. Mà bây giờ cái việc mà bố thí cúng dường là bố thí là tạo cái vị thần nghiệp duyên là được tài sản, nhưng mà vì cái thường cận ý là hãy mỗi lần làm phước hay thêm hay ép thêm cho người nhận, họ nhận thêm, thì chính vì chỗ đó đời này tài sản phát sinh không phải chỉ là một mà nó phát sinh lên tới 10 lần. Hễ có việc không phải là phát sinh lên một mà nó ra tới 10 lần. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái chuyện mà chúng ta làm phước nó ảnh hưởng cái thường cận cái duyên, nó cũng ảnh hưởng cái quả gì sao thôi kìa. Ngược lại, nếu mà làm phước mà có cái thường cận cái duyên mà không tốt thì đời sau cũng ảnh hưởng. Vô bá hộ thời Đức Phật ở tại sao thi, ông ta giàu có nhưng mà do vì cái nghiệp của ông ta, cho nên ông ta luôn luôn có cái tâm tiết hà tiện, tiết của không dám ăn không dám xài. Đời sống của ông ta ăn thiếu thốn, mặc rách rưới cho qua ngày, trong khi ông ta kho lỏng đầy nhóc những vải lụa gấm vóc, rồi thức ăn trong đó gạo thóc và những thực phẩm ngon không thiếu chi hết, mà ông ta không dám ăn, ta cứ cất để dành. Tiền bạc cũng bị có dồn dào nhưng ông ta để dành đó. Đến khi ông ta chết rồi thì ông ta cũng bước, cho nên không có, hiện tại không có còn nói dối. Thế là tài sản của ông ta, cái tài sản to đùng như vậy đó, phải bị xung vào quốc khố của vua Vasinadi. Ông vua ông sau khi ông tiếp quản cái tài sản rồi, ông ta mới đến chùa hỏi Đức Phật, tại sao bá hộ này cái phước chi mà bây giờ ông ta được làm triệu phú là bá hộ, nhưng mà cái nghiệp ác chi mà bây giờ có tài sản mà không hưởng được tài sản như ý muốn, mà sống như người nghèo khổ vậy? Thì Đức Thế Tôn mà nói rằng trong quá khứ xa xưa đó, tiền thân của bá hộ này đó, tâm ta rất là bổn sẻ thứ tiết, suốt cuộc đời ta gần như không có biết cho ai cái gì, bố thí cho ai cái gì, chia sẻ cho ai cái gì hết. Chỉ có một lần sáng họ ông ta bước ra khỏi nhà, ông ta gặp một vị Phật độc giác đi khất thực nghe. Cái lúc đó ông ta tự nhiên hứng thú, cái ông ta nói với người kêu bà vợ trong nhà coi lấy thức ăn ra đặt bát cho cái vị sa môn này. Ông ta nói vậy xong cái ông ta đi công việc ở hàng xóm. Sau khi ông ta đi công việc về, cái ông ta về gần tới nhà thì ông ta cũng thấy Đức Phật Độc Giác đó này tiếp tục đang đi trên đường. Thì ông ta mới chợt nghĩ, hồi nãy ta nói vậy không biết
là bà vợ ta để bát cái gì đây? Ông ta bước tới, ông ta dở nắp bát của Đức Phật Độc Giác ra, ông ta thấy những cái vật thực thượng vị được đặt cúng dường ở trong bát đầy nhiều như vậy. Ông ta khởi lên cái tâm hối tiếc, ông ta nghĩ rằng ổn quá, những cái vật thực này cho các vị sa môn, không phải bà con thân thích, ăn nó không có lợi ích gì hết. Ông ta hối tiếc như vậy đó. Cho nên cái phước lúc ban đầu khởi lên cái tâm thích thú kêu bà vợ để bác, thì cái phước đó đời sau ông ta sẽ là bảo hộ. Nhưng mà vì cái thượng cận lai duyên là ông ta quen cái tâm bổn sẻn cho kiếp đi, cho ra rồi nhưng mà còn cái tâm còn luyến tiếc, cho rồi mà còn luyến tiếc, thì cho nên đời sau ông ta có cái phước được làm bác hộ tài sản đầy nhà, của tiền đầy nhà, ăn đầy nhà, nhưng mà ông ta hưởng được. Cái đó cũng ảnh hưởng là do cái vị thần nghiệp duyên thiện, nhưng mà do cái thường cận cái duyên bất thiện. Cho nên ở đây chúng ta bị ảnh hưởng dữ lắm nếu như mà chúng ta không khéo. Ngược lại thì trường hợp một người mà tạo cái vị thời nghiệp duyên, tức là tạo cái ác nghiệp, nhưng mà có cái thường cận cái duyên tốt thì đời sau cũng đỡ. Thí dụ như một người họ hay đi, họ đi cướp của nhà giàu, rồi họ giúp đỡ cho cái người nghèo. Chúng ta đừng tưởng rằng như vậy là nó bổ đồng, bù qua sớt lại rồi không có nghiệp quả. Không phải. Khi mà anh ta cướp đoạt tài sản của người khác vì cái nghiệp phiền não là trộm cướp, cho nên đời sau người ta sinh ra cái tài sản, một là không có tài sản, hoặc còn có tài sản mà anh ta bị nước lụt cuốn trôi, hoặc là bị quả quạng đốt cháy, hoặc là bị vua tịch biên, hay là bị cướp nó, trộm cướp nó lấy, hoặc con cháu phá sản. Nhưng mà bị người ta có cho người khác, cho nên cứ là tài sản thì cứ phát sinh, nhưng mà lửa cháy nhà cũng bị thôi. Cũng giống như những người dân ở miền Trung á, tội nghiệp chứ không gì. Chắc có lẽ trong đời quá khứ họ tạo cái phước mà cũng có tạo cái ác nghiệp, cho nên bây giờ cứ thiên tai bão lụt triền miên, hễ mà qua cái cơn bão lụt thiên tai rồi đó, do gây dựng nhà cửa tài sản, vừa có cái nhà lên nó khang trang đẹp rồi, bắt đầu qua năm sau bắt đầu mưa lũ đến tiếp tục hư hoại nữa, cứ như thế đó. Thì do vậy chúng ta phải biết nè, một người mà làm ác nhưng mà có một thường cận y duyên, họ có cái thói quen thiện thì cái đó cũng đỡ lắm. Quý vị biết là những cái tai mà giang hồ xã hội đen đó, mặc dù họ là những dân xã hội đen, họ thanh toán với nhau, nhưng mà họ rất là nghĩa khí, họ có cái luật riêng của họ. Bình thường khi mà mình gặp mấy cái anh chàng mà xã hội đen mặc dữ dằn, mà anh ta mặc hì hòm dữ tợn, nói năng cọc lóc, hay là nói hăm dọa làm cho người khác sợ, thì mấy chàng đó chỉ là cá kèo thôi. Còn dường mấy anh chàng mà đại ca đó,
Còn anh chàng này nói chuyện rất là đàng hoàng, rất là lịch sự, nhưng mà đừng có trái với anh nè. Hãy mà đi một cái gì, mình nói cái gì, làm cái gì mà trái với anh rồi là anh thân thanh toán mình liền. Còn mình làm phải thôi, mình đối xử với anh đúng cái nghĩa khí đàng hoàng, chữ tính đàng hoàng đó, một lộ một khoai là hai, hứa cho là cho, thì như vậy thì êm chuyện. Anh ta có cái thường cận y duyên là anh ta giữ cái chữ tính. Mấy anh chàng đó là mấy anh có cái chữ tính hay lắm. Hoặc là có đôi khi đó, mặc dù anh ta là dân giang hồ thiệt, nhưng mà anh ta thấy bạn bè mà hoạn nạn là anh ta không bỏ, anh ta sẽ giúp đỡ tới nơi tới chốn, thì như vậy cũng có cái tốt. Thì cái thường cận y duyên để đời sau đó, mặc dù anh ta là dân nguy hiểm trong xã hội, nhưng mà anh ta cũng có cái để thành cái thường cận y duyên đời sau nó làm ra cái quả vị thục, nó cũng tốt thú vị. Thí dụ như đời sau sanh ra, mặc dù anh ta bị tù tội vân vân, nhưng mà được con cái là anh ta đi vào tù, anh ta cũng có quyền, anh ta làm là cai ngục, có quyền chức, hoặc là anh ta có đàn em ở trong đó, anh ta vô trong anh ta cũng là dân đại ca. Thí dụ vậy, thì chúng ta biết ở trong cuộc đời này nó phức tạp lắm. Người làm thiện nếu có thường cận y duyên là bốc pháp bốc thiện, thì đời sau cái nghiệp thiện đó nó choáng, nhưng mà cái thường cận y duyên bốc thiện đó nó lại làm cho cái quả nó không có trừng tru, nó xấu đi. Còn nếu như một người làm ác, nhưng mà họ có một chút cái thường cận y duyên, mặc dù họ đối với người ngoại vậy, nhưng mà họ sống rất là chí hiếu với cha với mẹ, thì cái đó cũng là một cái phước phần của anh ta, cái thường cận y duyên. Đời sau anh ta còn có cái để mà anh ta thở, có cái tốt để mà anh ta thở, anh ta sống. Chính vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu cái luật nhân quả nghiệp báo với cái thường cận y duyên gắn bó với nhau như bóng với hành vi. Và chính cái chỗ này chúng ta phải biết rằng thường cận y duyên chỉ có được một duyên tấu hợp, và tấu hợp chỉ có hai khổ yêu tri, tức là thiện trợ vô ký, tức là nhân thiện cho quả tốt, và bất thiện trợ vô ký, tức là nhân bất thiện cho quả xấu. Thì ở đây khi mà chúng ta học về cái thường cận y duyên tấu hợp thì chúng ta chỉ học có bao nhiêu thôi. Bây giờ thì chúng ta không có đủ thời gian, chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta học tấu hợp duyên mới. Thì như vậy cái bài số 12 đó, tấu hợp cảnh tiền sanh duyên, chúng ta sẽ học vào thứ bảy tuần sau. Còn bây giờ thì đến đây chỉ còn có 15 phút nữa, thì thôi hôm nay chúng ta nghỉ sớm chút xíu đi. Ồ, hôm nay không có, chưa tăng không có gì nào, trùng trùng, không có sự minh hạnh, không có sự có tính nữa. Giờ xin sẽ phúc chúc cho quý vị. Thôi.
Sāvato sāpa mangalam rakhantu sāpa devata sāpa bhūtā nupā veda sadā sotī pavantute Sāvato sāpa mangalam rakhantu sāpa devata sāpa dhamma nupā veda sadā sotī pavantute Sāvato sāpa mangalam rakhantu sāpa devata sāpa saṅkhā nupā veda sadā sotī pavantute Tất cả các tường hằng khó đến người phụ sinh chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người Sithiya Chanagatha Sittamatu 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 Irang Palang Etasmin Ratanatayasmin Sampasadanyachi Tạ Sô khổ sinh chư quả của tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời quý vị, xin mời quý Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú Nam Thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tệ Siêu đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con được học và để hành theo, để được sự lợi ích ngay hiện tại, sự ăn vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và con hôm nay con nghe Ngài giảng bài, con hiểu được rất là nhiều, và con kính tri ân Ngài. Và khi con về mà chùa con được Ngài cho mà cũng di diệu pháp đó, con vừa coi và vừa nghe Ngài giảng thì con hiểu được rất là nhiều, và con kính tri ân Ngài. Và con cũng xin thưa với Ngài là Đại Đức Pháp Tính đang lo cho mà sư trưởng mà ở nằm viện ở Đại học Y Dược các Bạch Ngài. Dạ, năm mô Bích Thai. Dạ, dạ con cũng kính dân mít này đến con kính dân quả phước mà chúng con mà học di diệu pháp ngày hôm nay đến với sư trưởng, cầu mong phước này chư thiên hậu trì cho chư thượng trưởng được có nhiều sức khỏe, được an vui. Năm mô Bích Thai. Dạ, dạ. Còn thằng Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi tính pháp ạ. Ya de vata san ti vi ha ra va si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha wan tu vu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le ta e ra cham cha na va ka cha pi ka vu o sa ra mi ka da na ba ti u ba sa ka Gamma cha de sa ni gamma cha isara sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu ta e cha da bu cha ye e cha an da sam pha qua sang khe da cha ta a tha bo ba ba ti ca niu ya ni căng thẩm ma qua răng ba ti cha te sa be bi du kha sa kha ron tu sang ca yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha phu ga la sẵn gơ hô tu sạch mặt gơ qua át thả gia cha hay ta gia cha ẩm hay ra cơ tu sạch thẩm mô sạch bê bi thăm mà cha đi nâu vụt thinh sẵn ba vừa nãy gia mà thẩm ma đi dập bà quê đi tên ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh sáng ngữ yên hằng ngày ngữ nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thịnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật soi giáo truyền
Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học ghi diệu pháp đến với chư thiên hộ trì pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, Nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương.